Hôm nay là mình đưa lên cho anh em xem một con thổ khoe nha nè, mọc hậu, lâu lâu có hụt cho anh em, tỷ lệ hụt thì ít. Thì con chim này nói chung là giờ đi tầm gần gần á, thì anh em cũng chờ bắt bội thôi. Nó con này là ham rừng rồi nha anh em. Anh em đi móc lên là cây ngon ngon là nó sẽ ấm im im một tí, được là trống lắm. Nó có vì nó còn bội mới anh em à, là nó sẽ rất là xiên ghế. Để mình xách xuống cho anh em xem nó này. Còn ở nhà nha anh em, con này nè, ở nhà thì ba bông trục, ba bông trục chàng gù một ngày là quá bình thường với nó nha anh em. Mình sẽ mở cẩn thận lại quay cho anh em xem. Con chim này nha, là nó sợ cái máy, để từ từ mình sẽ mình ở nha thì một ngày nó đổ vài ba chục trang là bình thường. Con chim này nó là chanh chim, là chanh chim ác lắm nha nè. Con này thì vợ anh em á nuôi đào tạo nó, đừng có đỡ gần gần những con chim thân, con chim mồi. Nó chân lông anh em chịu không nói đâu, nó chân lông như một con chim mồi thân vậy đó. Thì anh em chơi á thì đã biết rồi, có nhiều con á làm mồi á, cả khi mà bắt rất nhiều chim rồi cả con sợi lòng nó cũng không có gù nha anh em. Thì còn nhiều con á thì chưa bắt chim được, còn bối thôi. Nhưng mà cái nết con chim là chân lông, mà chân lông là dữ nha anh em. Thì riêng con bối thổ này nè, mà anh em chỉ nuôi móc xe ra, cây cách cây xe vậy, anh em móc gần gần là nói chung là cứ nó nghe gáy gần bên này nó gù, nghe gáy gần bên này nó gù thôi. Nói chung cái nước đó cũng con dạng rất là ác đó nha anh em. Thì mình cái bàn năng con chim á, cái nết nó như thế nào á thì mình nói cho anh em biết. Còn ở nhà thúc thúc lên là đổ, tự đổ không cần mà chanh chim á thì cũng 4-50 trong một ngày là bình thường. Đó, cái đó là một cái nước hay của con chim nha anh em. Còn nó khi nó ra rừng á thì đã chạm chim rồi, vào cây thì đứng ngơ ngơ thôi, nó làm 20-30 chuyện đó là bình thường, tự nó gù á, nó nhận rồi nha anh em, không cần con chim ngồi đấu lại. Thì con này rất là vững vàng cái dàn trong nha anh em. Đây nè anh em à, xem đeo mặt nè. Trong quá trình đi chơi á, đi tập á thì nó nhiều lúc nó còn nhăn nhác á, thì nó hơi sừ sừ xói xói xíu ở trên cái đỉnh đầu thôi, thần thục nó chỉnh lại là nó hết nha anh em. Thì con này nó có một bộ cườm rất là đẹp nha anh em. Cái mắt con chim này nè anh em nhìn trong máy á, nó không có rõ là gần bè trong đâu, nó chỉ là lỡ thôi. Và cái mắt sâu, nó sâu mà nó đóng rảnh ra phía sâu cái con mắt luôn nha nè. Còn vàng long quy thì vô địch, vàng long quy đi thì đi với thời gian là vững vàng đó. Anh em thấy cái bài cánh vàng quy không? Và cái lông quy nó rất là dày nha anh em, chứ không phải dạng lông mịn đâu. Nè, còn đây là dạng cơm nè anh em à. Miệng con chim này thì tuyệt vời, xiên. Nói chung là đảm bảo là con này là nhận dưỡng một chút là không cần đợi rừng, chỉ là rao suốt, gây gọi suốt để gọi bội vào bét thôi, chứ không phải là dòng làm biếng nha anh em. Đó, anh em xem đi. Thì cái nết nó thì nói chung là một cái nết con chim là thúc gù, gọi là tự đổ. Khi không còn chim á thì con đây cũng dạng là rất là dữ ở nhà nha anh em. Còn mà anh em ấy thì như nãy mà nói á, cứ riêng con này thì anh em vừa móc gần gần là thôi, anh em nghe hình như là mở miệng lên là gù thôi.
đó anh em mà xem nó nè, chắc tròn giống thù thở lực nha anh em. Dân cơm một con thố đến với dân cơm đây thì anh em hiểu rồi. Thôi mình nói với siêu nhiều đó thôi, anh em cứ nhìn nhận và đánh giá. Anh em thấy con chim này là có những cái cốt cách hợp với anh em, anh em cứ alo mình. Rồi chào anh em.